Vâng, tôi đang người mừng chào tất cả các bác nhá. Lâu lắm này giờ này cũng bận ở nhà thuốc quá các bạn. Cũng cho em vùng cho em cũng đang mưa đó, chưa có đi rừng để quay phim để giới thiệu cây thuốc được. Mấy hôm qua là đi lấy được ít cái vỏ cây hoa sữa đây này. Đem đợt trước là có mấy bác là đặt cứ bảo là đi đi rừng đi lấy hộ cái vỏ cây hoa sữa cho thì em lấy được về đây được các bạn. Đây. Đây vỏ cây hoa sữa đây các bạn. Đây. Nha. Đấy. Đây cái vỏ hoa sữa mà đợt trước mà em có quay ở cái gốc cây ấy. Đấy nay em lột về rồi. Đây. Em lấy về đây. Đấy. Lấy về thì các bác là lột hết cái vỏ đi nhé. Đấy cạo hết cái vỏ đen đen ở ngoài này đi. Các bạn, đấy. Đấy đi. Trắng sạch sẽ như này nhá. Đây. Nó cũng dễ lột thôi mà, cái vỏ của nó các bác không có lo đây. Cái vỏ đen đen này lột đi nhé. Đấy làm sạch sẽ như này này. Đấy. Đấy làm sạch sẽ. Xong. Đây. Này được tầng này đây các bạn. Đấy xong băm như này thôi. Ừ. Cái này phải dùng băm tay các bạn, chứ dùng băm tay nên nó mới đẹp được hàng. Đấy. Còn băm máy thì nó nát không được, ở nhà cũng có máy nhưng mà băm không được. Đây cái này dùng dao băm tay đây các bạn nhé. Đấy, dao thớt đấy các bạn, băm như này nha, băm như này phơi sấy khô nhé, để chúng ta dùng để làm thuốc. Dùng làm thuốc cái vị vỏ cây hoa sữa này thì chắc hẳn trong các bác các thầy của chúng ta cũng đều nắm được rồi. Nó là trị về chứng cái tác dụng vỏ cái hoa sữa này trị về xương khớp các bạn. Đây. Hoa sữa trị về xương khớp nhé. Đấy, trị về xương khớp. Thoái hóa. Đấy, một trong những vị thuốc thoái hóa nhất thì là tốt. Đấy, như vậy nhé. À vào đây nữa các bác này, đợt trước là cũng có các bác có bảo là cố gắng đi lấy cho cái vị thuốc của trâu cổ đây rồi nhá. Đây trâu cổ đây rồi đấy, tôi cáo cho bác là trâu cổ lấy về đây rồi nhá. Đây cũng đang xếp đây để chuẩn bị sấy trâu cổ nhá. Đấy trâu cổ này. Đây là xoắn trái bên phải này các bác nhá. Đấy xoắn trái bên phải này, đây thạch chân bồ đó, thạch chân bồ các bác nhá. Đấy thạch chân bồ xoắn trái bên phải này, xoắn trái bên phải đang ở đây đó nhá. Đấy, đây cây tàu bay. Có vị thuốc rồi. Đấy, tàu bay. Đây cơm linh. Chỗ cái dành này cơm linh này. Đây chỗ cái bế cái gùi này. Cái bế cái gùi này thì dây tơ mạch. Đây gắm đen các bác nhá. Đây gắm đen. Đấy, như thế với cái ba đấy. Đây. Để tôi nhắc lại một lần nữa với tất cả các bác này. Tôi còn nhớ rằng lại có rất nhiều các bác gọi điện cho tôi từ cái hôm trước ấy mà tôi có quay ở cái cây vỏ cái hoa sữa đấy. Đấy là có rất nhiều các bác gọi điện mà em bận quá. Lần này em mới mới đi lấy về được đây này nhé. Đây thì cũng thông báo cho tất cả các bác cũng như là hay có đăng ký kênh mà xem kênh ấy, cũng đang quan tâm về những cái sản phẩm mà cái vị thuốc của cái vỏ cái hoa sữa này nhá, cũng như các hội các thầy đấy hay đặt tôi đấy, thì tôi cũng thông báo lên ở đây nhé là có rồi. Đấy, hiện nay đã có vỏ cây hoa sữa cho các bác rồi nhé. Đấy là có vỏ cây hoa sữa cho các bác trong hội các thầy. Đấy, những ai thiếu cái vị vỏ cây hoa sữa thì cũng xin liên hệ qua số điện thoại nhé các bác nhé. Đấy, thường lệ tôi hay để trên kênh nữa, đó là 0976972618. Đó số điện thoại cũng như thường lệ. Hiện nay đang đang mưa và dùng máy sấy được các bác này. Đấy, đây phải dùng máy sấy. Đấy máy sấy ở nhà này. À, máy sấy các bác nhá. Các bác nhìn rõ.
ấy gương sáng đây, đây phải dùng máy sấy đó. Cho các bác xem, bây giờ xem được tí nữa luôn nhỉ. Rồi, xem nó bị sấy đi. Mới sấy. Ở đây kho thuốc các bác này. Mời các bác vào tham khảo kho thuốc đây, để bật điện cho các bác xem nhé. Đây kho thuốc nhé. Kho thuốc ở nhà đây. Đó. Xem các bác có trong hội nhà thuốc thiếu những cái vị thuốc gì nhé, hãy xin liên hệ nhé. Đấy. Xin liên hệ ngay về cho tôi để tôi cung cấp cho. Đấy. Kho à. Đấy. Kho thuốc đây các bác nhé. Đấy. Vừa đóng được cái sạp. Đây khoe các bác luôn. Đóng cái sạp được gác lên như này cho nó đảm bảo này, mình quét dọn cái này nó sạch sẽ này. Đấy. Này, thành ba bốn lối rồi nhé. Đấy. Cái này luôn, đấy. Nó mới sạc lên cái cao. Đấy. Đóng cái bọc ni lông lại cho nó đảm bảo thuốc nó có mùi thơm, nó không bị ẩm mốc, đấy các bác nhé. Dạ. Đây là kho thuốc ở nhà đấy nhá. Đấy. Kho thuốc ở nhà đây. Ừ. Trong hội các thầy cũng như là các bác là xem còn thiếu những cái vị gì nhé. Thiếu những cái vị gì thì cũng cứ xin lên hệ qua số điện thoại. Đó là 0976972618 các bác nhé. Đấy. 0968 cũng như. Đó. Tất cả các vị cứ liên hệ về đây. Xem là có được cái gì thì anh em ta cùng trong hội thầy thuốc được cùng hỗ trợ lẫn nhau các bác. Đấy. Cùng hỗ trợ lẫn nhau. Chia sẻ. Anh thì có cái nào, anh thì thiếu cái kia nhé. Đó. Đó, người ta cùng kết hợp để tạo thành trang thuốc để giúp đỡ người bệnh thôi các bạn. Đấy, không có vấn đề gì đâu cả. Đấy, nó là như thế, chung quy là như thế các bạn nhé. Đấy, mình khỏi thuốc đây, thực tế. Đó. Cứ thực tế mà làm các bạn, người thật việc thật nhé. Đấy, tự tay lên rừng lấy. Đấy, phải làm vời chứ không có cái gì đâu cả, không có phải rằng là mua đi bán lại hoặc thuốc không có nguồn gốc đâu mà phải sợ nghe chưa. Đó là cứ thực tế, người thật việc thật các bác nha. Đó, đây vỏ cái hoa sữa đây. Đó, một lần nữa nhắc lại các bác vỏ cái hoa sữa. Vâng, có lẽ đến đây thời lượng video nó cũng có hạn rồi, cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở chương trình lần sau thôi ạ. Vâng, xin chào tất cả các bác nhé.